500 ngàn. 500 ngàn âm phủ. Wow, sao tự nhiên em nhiều tiền âm phủ dữ à An? Trời ơi, nhanh lên bà ơi, tiệc sinh nhật sắp tới rồi đó. Bà lâu quá là tôi không chờ nữa đâu, nhanh lên. À biết rồi, chờ tí, sắp xong rồi nè. Đi, bà thấy tôi mặc đồ đẹp không? Trời ơi, bận đồ gì đâu mà giống cái gì vậy? Đẹp mà, trời, giống người với giống vậy. Không phải, ý tôi là bà bận đồ gì đâu mà nó sến kinh khủng luôn á. Tôi thấy á, mà bộ đồ này mà dưới quê tôi được xưng là hot girl của dưới quê tôi rồi đó. Trời ơi, nói chung là thay đồ gấp cho tôi. Nhìn bà bận đồ như bà ngoại tôi vậy. Tôi thấy có giống bà ngoại gì đâu. À, em chào chị. Con chào ngoại. Chị dắt ngoại qua đây chơi hả? An. Chị Thúy, sao chị mặc đồ giống bà ngoại quá vậy? Chị giống bà ngoại hả An? Chị là chị em mà chị giống bà ngoại hả An? Thôi, bây giờ nếu mà muốn đi ăn sinh nhật tôi á, thì bà phải thay đổi cách trang điểm, thay đổi cách ăn mặc. Không nên là tôi không chơi với bà nữa. Nói chung là bà tự lo đi. Ê, đi đây. Chờ tôi đi. Chị. Em thấy chị cũng đâu có xấu đâu. Em chỉ thấy chị quê thôi à. Mà quê cũng là cái tội nha. Em càng nói chị càng bực bội á. Hay là mình nên bó chút tí xong ta. Nhưng mà bây giờ cho dù có xin tiền đi nữa thì chắc chú Tùng cũng không có cho nữa. Hình như con bé An nó có con heo. An. Dạ. Chị nghe nói là em có con heo bự chà bá đúng không? Dạ đúng rồi đó. Em có con heo bự hơn chị luôn á. 1.000 đô lận á. Em cho chị mượn nha. Không, con heo này em để dành để mua búp bê. Em không cho hả? À? Không. Bây giờ á, em không cho chị mượn cũng được. Nhưng mà chị nhớ nhớ nha. Là hồi hôm bữa á, tự nhiên chị đang đứng ở ngoài á, xong rồi cái tự nhiên chị nghe một tiếng xoáy thiệt là lớn. Cái tự nhiên chị chạy vô, xong rồi cái dĩa chú Tùng thích nó bể. Mà chị thì chị biết đứa nào làm. Chỉ có mình chị biết thôi. Chắc tầm 5 phút nữa chị sẽ đăng xì status trên Facebook rằng dĩ bể có gì vui. Thôi thôi thôi, chị đừng có nói ba Tùng, với lại chị cũng đừng có đăng lên Facebook nha. Để em cho chị mượn. Thấy chưa, thà em sớm như vậy chị đâu cần phải nói ra chi cho tốn công vậy. Lấy đi em. Dạ. Hay quá Thi ơi. Thiệt là thông minh quá. Lâu dữ ta. Ấy. Ờ em sao? Thôi bây giờ chị thấy em tiếc con heo quá. Thôi em cứ giữ đi, 5 phút nữa status chuẩn bị. Thôi chị. Bây giờ là em muốn chị ra tay hay là em ra tay? Chị. Wow, giao rồi, wow, rít rồi. Oh my, wow, 500 ngàn âm phủ. Wow, sao tự nhiên em nhiều tiền âm phủ dữ à An? Em đâu có nhiều tiền đâu. Bữa trước em đi học, em thấy cái đám ma, em thấy quá trời tiền luôn. Em lượm, em bỏ vô đây. Với lại Bình nói bỏ vô đây là sẽ hơn lắm đó. Công nhận em dễ dụ thiệt. Thôi giờ như vậy. Mấy cái tiền thiệt chị giữ. Còn mấy này thôi cho em lấy hơn. Thôi chị giữ đi, để em giữ mấy cái tiền kia cho. Không tới 10 ngàn nữa. Vậy để em giữ cho. Hello. Ê. À chị Vy. Cái đứa chị có mua chè nè, ăn chè không? Dạ. Ăn chè nha. Dạ. Ủa Bình đâu? Dạ, giày của Bình bị đứt. Ba Tùng dắt Bình đi mua giày rồi. Ồ vậy hả? Dạ. Thôi mấy chị mình ăn chè đi. Chè dạ. Chị mới mua nóng hổi luôn á. Thi, không thích ăn chè hả? Dạ. Chị Vy ơi, chị Thi còn tiền á. Cần tiền hả? Dạ. Cần tiền chứ. Dạ, em cần tiền để... em có làm, mới vừa làm mất dụng cụ học tập. Cho nên cần tiền để mua đồ dùng học tập á. Vậy hả? Dạ. Em cần nhiêu? Dạ em cần tới 300 lận. 300 ngàn hả?
Trời đất ơi, sao không chịu nói. Đây nè. Nè, 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 nè. Nè, giữ đi. Mua, xong rồi còn dư tiền thì mua, thích mua gì mua không? Uống trà sữa đâu đi ha. Dạ, em cảm ơn chị. Ê, 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 nhớ trả tôi nha. Dạ, trời ơi, em cuối tháng này em trả chị liền. Thôi ăn về đi. Thấy chưa? Nè, bà coi nè, dễ thương không? Đó. Ừ, nhiều lắm nè. Ê, hình như đây là mẫu song mới đúng không? Đúng rồi. Tôi nghe nói là mắc lắm đó. Ủa mà sao bà có tiền mà mua vậy? Nhà quê mà, bà ngoại mà, sao mà có tiền mua được? Đúng rồi, bà sướng ra luôn á. Có ông chú làm bất động sản nè, tiêu tiền già có thỏa thích luôn. Ê, hay bà cho tôi á, mượn ít tiền đi, tôi mua mấy cây son, mấy mốt tôi trả. Thì cũng được, nhưng mà để tí xíu nữa đi, tại ngân hàng chưa tới cho nên tôi chưa rút tiền được. Ghê vợ ngân hàng luôn hả? Tất nhiên rồi. Thi ơi! Thi ơi Thi! Chết chết, ngân hàng tới. Ủa sao bà phải quýnh lên vậy? Thì tại bà phải hiểu tôi đi. Thi ơi! Dạ dạ dạ. Thi Thi Thi. Dạ dạ. Chú Tùng đâu? À dạ chú Tùng, à chú Tùng đi làm rồi chị. Ủa đi làm là sao? Ủa sao kêu chị qua đây mà đi làm? Em có gì kỳ vậy trời? À, khoan khoan chị Vi, chị Vi. Chị Vi ơi, tại hôm qua cô giáo nói là em còn phải học thêm toán bổ sung nâng cao á, mà tiền thì dưới quê thì chưa có gửi lên được. Em thì không dám làm phiền chú Tùng, em sợ chú Tùng la. Trời đất ơi, con bé này có gì phải nói chú Tùng chứ, thiếu tiền không? Thiếu nhiêu? Dạ nhiều lắm. Nè nè khoan, chị đưa đỡ này đi. Thiếu đủ gì nói chị đưa thêm, hiểu không? Dạ, em cảm ơn chị. Ừ, chị đi. Chị. À, hình như bà chưa đóng tiền quỹ lớp mà. Ê, chết rồi, chưa đóng tiền quỹ lớp nữa. Ê, hay là bà cho tôi mượn đỡ thôi nha. Chứ mai mà tôi không có tiền đóng chắc chuyển trường luôn á. Ủa, đây nè, ủa bé. Chú Tùng không có cho tiền em đóng hả? Dạ không, tại em sợ phiền chú Tùng lắm. Sao kỳ vậy ta, chú Tùng kỳ. Chờ chút, chị gọi điện thoại chị hỏi chú Tùng. Ra chị hả chị, không cho em mượn người thôi. Chứ chị đừng làm phiền chú Tùng, em không muốn làm phiền chú Tùng. Trời ơi, thiệt tình á. Bây giờ thiếu tiền phải không? Dạ. Thôi để chị cho nha. Nè, uống miếng đi làm tiếp. Có phát hiện ra mình sai cái gì chưa? Hả? À. Hả? Không thấy hai các bạn vẽ sai nhau vậy hả? Ờ. Cái sai số nó như vậy mà nhìn không thấy hay sao? À. Đi vô đây. Đi vô đây. Ồ chú Đức. Ừ. Cái gì? Chú bác gì ở đây? Tôi không có bà con dòng họ với mấy người. Vi. Dạ. Theo ba đi về. Ủa chú Đức à, có chuyện gì chú? Khỏi có chuyện gì hả? Con cháu của mấy người mà mấy người không biết hả? Trời đất ơi, mới có bay lớn hả? Có chút biếu vậy hả? Mà dám bàn mưu tính kế để bòn rút tiền của con gái tôi. Cũng may là tôi nghe được cái tin này ở bên quán của bà nụ. Không thôi à, tôi không ngăn chặn kịp thời thì nó bòn rút tính tới bao giờ nữa. Ủa chú nói gì con không hiểu gì luôn á chú. Không hiểu hả? Là sao ba? Sao? Bòn rút tiền là sao chú? Ba, sao con bé nói với con là mượn tiền con đóng tiền học mà. Ủa? Con nói gì? Tiền học gì? Tiền học tháng này chú đưa cho con rồi mà. Đó ha. Loài mặt chuột rồi phải không? Con thấy chưa? Dễ sợ chưa? Bây giờ đi về. Theo ba đi về, không có giao du với cái gia đình này nữa. Chú ơi chú, có chuyện gì mình sẽ từ từ giải quyết chứ đâu có cần phải nói nhau nặng lời vậy chú. Nói nhau nặng lời cái gì? Cũng may là tôi phát hiện sớm đó nghe. Sẵn đây tôi nói hoạch tẹt, tôi nói rõ ràng với cậu luôn nè nghe. Cậu đó, gia đình của cậu á, chính là cái gánh nặng của con gái tôi. Tôi thấy rõ ràng cái điều này rồi. Cũng may à, bây giờ nó chưa có về đây ở ha. Mai mốt nó về đây ở rồi sao nữa? Ai mà chịu nổi? Một thân một mình nó làm sao chịu nổi? Con hứa với chú, con sẽ là người gánh vác cái gia đình này. Ôi trời ơi. Còn Thi nữa, tại sao vậy? Dạ. Con lấy tiền làm cái gì? Tại vì trong lớp con bạn nào cũng có phấn son á, mà
con không có. Hay quá ha, mới có bầy lớn, bầy đặt son, bầy đặt phấn. Thi, tổng cộng là con mượn chị Vi bao nhiêu tiền? Dạ khoảng 2 triệu. 2 triệu, thấy chưa? 2 triệu, đâu phải chuyện chơi. Đây, anh trả lại cho em 2 triệu. Cầm đi. Ủa đơn giản vậy thôi đó hả? Dạ xong rồi. Ủa đâu dễ dàng vậy được hả? Hay là chú muốn con Vi lấy lời con? Không có lấy lời gì hết. Tôi thấy rõ ràng rồi. Cũng may là tôi phát hiện kịp thời. Không thôi á thì gia đình của mấy người bòn rút tiền của con gái tôi đến chừng nào nữa. Vi, không có nói nhiều, đi về. Ba nói đi về. Đức ơi, con xin lỗi ông. Tại cái này là lỗi do con. Ông đừng có la chú Tùng nữa. Nhưng mà với lại trong lớp con á, bạn bè ai cũng có mỹ phẩm hết á. Con á. Thôi chị hiểu rồi. Chị không có giận em đâu. Nhưng mà chị dặn nè, em muốn xài mỹ phẩm gì phải hỏi chị. Em còn nhỏ xài bậy bạ là hư da hết, hiểu không? Dạ. Thi, mỹ phẩm không giúp con đẹp hơn, hành tích học tập mới giúp con đẹp hơn. Con hiểu chưa? Còn nhỏ còn đi học, có lo mỹ phẩm gì? Từ nay về sau không được nghĩ tới chuyện mỹ phẩm nữa, nghe chưa? Dạ, con hiểu rồi. Mới bị lớn, trét son trét phấn. Dạ, thưa chú Đức, Thi nó là cháu của con. Nói sai, con đại diện, con xin lỗi chú. Vừa phải thôi, học, không lo học. Rồi giờ xin lỗi là coi như quệ hả? Trời ơi, chứ ba muốn làm sao nữa? Bỏ qua. Qua, cái gì mà bỏ qua? Bây giờ sao chứ? Vừa phải thôi. Lo học là học. Lo son, lo phấn. Tôi nói thiệt chứ giờ tôi muốn. Muốn gì? Tôi đi về. Cho anh xin lỗi nha. Em xin lỗi chị. Mãi ở bên cha sẽ chẳng rời xa cha con chúng ta, phong ba bước qua vì nơi đây sẽ chính là nhà. Có tình yêu thương thiết tha và cha sẽ mãi mãi trông che, may mắn sẽ đến bên con dù là những đứa con trên trời rơi xuống đáng yêu quá chừng.